Hàng năm cứ đến ngày lễ ngày Tết, các cháu lại về Berlin thăm ông bà. Đấy, hôm nay gia đình các cháu ở tỉnh lên Berlin thăm ông bà. Thì hôm nay trên đường về. Giờ phút chia tay, sao mà lưu đến thế? Nóng quá nhỉ, lượng nặng. Đấy, tìm các cháu về. Về mai làm việc. Những hình ảnh lắng đọng mãi không thôi. Chúc các con, các cháu thượng lộ bình an. Hẹn ngày gặp lại.